Xin kính chào tất cả các bạn cùng quý anh chị em bà con cô bác. Thì hôm nay Tình có chuyến đi thiện nguyện cũng thuộc khu vực Cần Đước, Long An. Thì hôm nay sẵn nhân tiện đây thì Tình ghé thăm anh Thảo, cũng như là có chút quà nhỏ của Mạnh Thường Quân từ bên Mỹ gửi cho anh Thảo. Thì bây giờ Tình vào nhà anh Thảo, không biết hôm nay anh Thảo có đi làm không nữa. Ôi, nay không đi làm ha anh. Ok. Ủa chị đâu rồi? Chị đang làm chị là sao? Kêu kêu chị lên ngồi chơi, hôm nay hôm có chút quà nhỏ của Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ gửi cho hai anh chị. Dạ. Ở đây là đây có em trai Phi Nông Dân đi theo Tình chơi mọi người. Có làm kênh YouTube nữa. Dạ thì Phi Nông Dân xin kính chào quý cô chú cùng các anh chị bên kênh anh Tình. Em là Phi Nông Dân, thấy anh Tình làm từ thiện thì em cũng có về đây Long An, thì gặp vô tình gặp anh Tình cũng đang đi làm từ thiện. Em cũng đi chung với anh để tham quan cái nơi vùng công an của anh đó. Rồi né qua mình đi chiếm sống nhiều quá. Dạ em chào hai anh chị. Dạ bữa dài thì lên clip á, có nhiều anh cô bác, anh chị cô bác á gọi điện hỏi thăm về cái chỗ của anh Thảo nhiều á, thì bữa dài có ai xuống thăm mình có, chưa anh có, ha? Có, nói chung là có cô ở trên quận 8. Dạ. Với một cô với lại có một chú ở trên trên Thủ Đức. Yeah. Về ghé thăm với rất nhiều người để điện gọi hỏi thăm về hoàn cảnh của mình. Thì cái này nói chung là mình cũng tôi cũng nhờ cái ơn của bà cụ ở trên Thực Khiến á, rồi một bữa nay cũng đưa đẩy cho tôi đến đây để mà nhờ nhiều cộng đồng ủng hộ cho tôi. Dạ, bà cụ trên Dịch Kiến là cụ Đường đúng không? Dạ, đường. Dạ. Thì nhờ cái cụ Đường mà mọi người biết đến anh Thảo, và Tình cũng rất may là nhờ cái sự việc vừa rồi á, cũng như là cái những cái trách nhiệm của anh em mình làm á, thì mới được mọi người quan tâm. Thì nói chung là chắc em nghĩ là cái phước đức của cụ Đường để lại cho gia đình mình luôn á. Dạ, có thể là không để lại cho con cái mà để lại cho gia đình mình ha anh ha. Dạ, mấy bữa nay thì anh có đi làm đâu không? Cũng có đi làm. Dạ. Cũng như là có bữa đi rồi hai ba bữa nghỉ vậy đó, chứ mà đâu có ai mà chết ngoài mình đi hoài. Dạ. Trời ơi. Chào chị. Khỏe không chị ha? Lâu lắm rồi mình ai mới xuống đây nè. Hôm nay có một cô ở bên Mỹ tên là cô Bi. Xem được cái clip của bà cụ á, bà cụ bị bạo hành á, bị con gái bạo hành á, thì em có vô tình quay được cái clip của hai anh chị á, thì cái cô bên Mỹ á có gửi tặng cho hai anh chị một món quà nho nhỏ. Đây, Phi đang cầm nè, đó. Xin chào cho cô chú. Dạ, chúc cô chú thật là nhiều sức khỏe nha, luôn luôn thành công. Dạ. Dạ thì hai anh chị có muốn đôi lời gì gửi tới Mạnh Thường Quân không? Mình cũng rất là cảm ơn cộng đồng, là sau nữa thì Mạnh Thường Quân cũng nhờ Mạnh Thường Quân để giúp đỡ gia đình tỉnh để sửa lại mái ấm của trời ơi anh à, mình nói chuyện mình nói lớn lên, tại em quay bằng có cái điện thoại à, không có máy ghi âm. Còn nghèo lắm em, còn nghèo lắm. Dạ nói thì chung em mình cũng rất là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Và cộng đồng giúp đỡ cho gia đình của mình. Dạ. À, chị nè, trời ơi mặt buồn quá chừng luôn, mình sao phải tươi cười lên nha. Xúc động hay sao cô nói đi, chia sẻ đi. Dạ con có đôi lời gì gửi tới các cô bác ở bên kia, người ta gọi điện, người ta thăm mình á, ở bên nước ngoài luôn. Cái cô Bi này là rất là lớn tuổi nha, 60 mấy tuổi rồi đó, mà tối nào cô cũng gọi cho con hỏi thăm gia đình anh với chị quá chừng luôn. Cô đó nói là muốn về Việt Nam nhưng mà đang trong mùa dịch đó, không có về được. Nếu mà một ngày nào đó cô đó về á thì sẽ ghé thăm gia đình mình, tại vì cô đó giờ bệnh dịch ở bên đó đó, không có về thăm mình được. Cô đó gọi điện mà xúc tích lắm. À, tối con nghe gọi điện, cô gọi điện mà con cảm thấy thương cô ghê luôn á. Thôi cô xúc động, cô có chia sẻ đi. Chia sẻ với Mạnh Thường Quân đi. Ấy thì mình cũng rất là cảm ơn cô Bi rất nhiều. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô Bi rất nhiều. Khóc à. Thì bao năm nay cô quá khổ cho nên hôm nay được xuất hiện trên chương trình thì cô cũng đã rơi những giọt nước mắt. Dạ thì bây giờ á nha, có nhiều anh chị á cũng điện thoại á, thì có hỏi thăm á là
nếu mà mình sửa một căn nhà để mình chui vô, mình chui ra, không em nói có thể em hay nói vậy ha, để một căn nhà đi dựng lại nó khang trang hơn, che mưa che nắng đi ha. Thế tạm thời em xin nói như vậy đi, có nếu mà em có nói sai gì thì anh chị bỏ qua cho em ha, tại vì cái hoàn cảnh của mình là khổ quá Nói khổ chung rồi. nếu mà mình nhà cộng đồng rồi với cô bác và anh em ở nước ngoài ở đây á, cô bác gần xa thì góp cho lại dựng cho mình được căn nhà thì mình cũng nhờ anh Tình để làm một cái clip để đưa lên nhà cảm ơn Ý trước là cảm bây ơn giờ nhà nè, ở em muốn tại hỏi là mình dựng lên một cái căn nhà mà chui ra chui vô mà không có nắng mưa được á, mưa nắng nó không có xâm phạm được cái cục cái nhiều khi chị chia sẻ với em á, là nửa đêm á là đang ngủ quá nha, mà mưa một cái là ngồi cả gia đình ngồi dậy hết á. Ý là em nói chi phí toàn bộ cho cái quá trình mà mình dựng cái căn nhà để nó nửa đêm á, mà nó không còn phải cả nhà bật dậy giống như vậy nữa, thì nó mất cỡ khoảng bao nhiêu tiền, anh không có nó thể chắc nói cũng cũng hơi ấy rồi, cũng hơi 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 nhiều, hơi nhiều nhưng là bao nhiêu, anh có thể cho biết cụ thể á, nhiều hồi khi đó thì mỗi chắc người cũng một phải ít á thì 50 70 rồi 50 70 triệu, nhưng mà bởi vì mình cũng nhờ cộng đồng là cô bác người trời góp để ý được góp lại cho mình chút 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 thì hiện tại thì em chỉ đi đến đây và em muốn nói cái nguyện vọng của gia đình mình đó là muốn có một cái ngôi nhà nó chỉnh chu để mình chui ra mình chui vô. Thì bây giờ tất cả các cô bác anh chị bên nước ngoài mạnh thường quân á, thực ra là ai cũng đi làm hết á, cũng đều là đi làm hết, nhưng mà ở bên đó người ta thương dân của mình ở đây Thấy á còn thương quá mình, nghèo. thương nhìn nhúc chút đỉnh Dạ cái đúng họ rồi, cho mình, thì một nhưng người mình thì không cũng thể rất nào giúp là mệt. hết. Thì nhà cộng đồng mỗi người chút 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 Dạ đúng rồi đó, ý là mỗi người góp chút ít chứ một người thì không thể nào mà góp hết cho cái quá trình của anh được. đúng đúng Thì đúng em muốn làm cái video lần này em xuống đây thì có nhiều anh chị gọi hỏi thăm em như vậy, thì em muốn là giống như là để mình biết cái bao nhiêu đó đó, để anh chị nhiều khi anh chị còn kêu bạn bè hay là gì đó gom góp thêm á, cái ý của em chỉ muốn là vậy thôi. Chị nè, mình phải vui cười lên nha, trời ơi đó giờ mình sống khổ á, bây giờ mọi người quan tâm mình á, mình nghĩ là không ai biết mình, nhưng mà nhân cơ hội hôm nay á là nhiều người biết đến mình nè, và người quan tâm tới mình á, mình phải vui cười lên, vì trong cuộc sống của mình á nó còn có rất là nhiều điều mới mẻ nữa, mình chưa biết ngày mai ra sao, trước giờ không ai biết mình mà hôm nay người ta có nhiều người biết tới mình. Mỗi lần mà có Mạnh Thường Quân gọi cho chị hỏi thăm chị có vui không? Dạ, người ta chỉ cần động viên mình một tiếng thôi là mình cũng cảm thấy vui rồi, chứ không phải nhất thiết là cái vấn đề gì tiền bạc hay là vật chất gì, chỉ cần người ta quan tâm tới mình là mình đã vui rồi. Dạ thì ở đây anh xin chúc là hai anh chị là thật nhiều sức khỏe nha, anh Thảo nè, dáng cố gắng mình phát huy cái tinh thần của mình á, là mình nghèo nhưng mà mình có cái tâm mình giúp đời á, sau này là mình sẽ có cái niềm Phước, phúc cái phước của mình sau này nhưng á mà bây giờ tôi cũng có nhận, còn có tôi mà là 100 đô ha. thì cũng thành thật cảm ơn tôi rất nhiều. Dạ, có gì đâu. Dạ, chờ cô Bi xem được clip này chắc cô Bi rất là vui luôn. Đó, cô Bi nhìn mặt của chị nè, của anh nè ha. Đó. Rồi, em xin kết thúc clip ở đây nha. Chắc nếu mà có Mạnh Thường Quân mà có gửi cho anh chị thì chắc cũng khá lâu lại mới qua được. Tại vì em còn đi nhiều chương trình, những người hoàn cảnh nó còn khó khăn nữa, em còn đi tìm nữa. Dạ thì Cũng rất cảm ơn mà Tình là để nhấm nhất thời gian để đến đây với mình dạ chia trời sẻ với em mình. có đâu, dạ quên 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 nha, quên một điều cuối cùng rất là quan trọng, anh đọc địa chỉ chính xác cho mọi người nghe nè, đọc lớn lên nha. Cái địa chỉ của em là khu 1C thị trấn Cần Đước. Dạ đọc số điện thoại luôn, nhiều cô bác á, bên đó là không biết cái tìm số điện thoại á, thì anh đọc số điện Số thoại điện thoại luôn. của em là 037 4163 515. Rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ chúc chị thật nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn chúc anh nhiều. Dạ con xin chúc cô thật nhiều sức khỏe nha, luôn luôn tràn đầy may mắn trong cuộc sống. Dạ con xin cảm ơn chúc nhiều. dạ con xin chào cô chú rất là nhiều. Dạ Cảm dạ ơn chúc nhiều con nha. không có gì đâu. Dạ này có con Phi nó đi theo, nó ăn ké của Dạ con á, mấy cô chú anh chị ơi. Dạ Phi xin chào tất cả quý cô chú, và Phi xin chúc quý cô chú bên kênh anh Tình Vlog thật là nhiều sức khỏe nha, luôn tràn đầy may mắn trong cuộc sống ạ. Dạ Xin cảm ơn. trời ơi chị ơi đừng có khóc, mỗi lần cái khóc không à.